cây. Đâu 7 cây. Đây là cuộc chiến bắt đầu các bạn. À, Huấn sân ngắn 8m. Bên kia thì sân đại dương và bên kia chấp 2 điểm các bạn. Quấn 16 nha. Kỳ solo. Bên hai chấp quấn 2 điểm các bạn. Quấn Bắc Giang. Nói dân siêu ăn mà đại quý bộ đội về hưu rồi. Đại quý bộ đội về hưu rồi. Mà không biết nó ra siêu ăn thì nó đi chơi hoài. Nó ra nó đi chơi hoài. Hôm nay mấy tháng nay đi liên tục rồi. Động cũng gần ngang nữa thọ hiện tại á. Một hai. Đây là bên hai chấp bên 1-2 điểm các bạn, quánh 16 điểm nha. Đừng có động vô cây nó rung. Cái sân gần 48.000 khán giả mà im phăng phắc các bạn ơi. Khi nào cho banh rớt xuống nghe ầm ầm. Còn giờ là im quá im các bạn thấy không? Bộ lúa này nói nghe nào. Chúng hai đều các bạn lấy võng cũng một giấc đi rồi đếm điểm các bạn ơi. Ba hai. Hiện tại giờ các bạn nhìn kỹ nha, 48.000 khán giả luôn nè. Sân cao tốc Bình Dương các bạn, 48.000 khán giả đang ngồi chứng kiến trận đấu quyết định quyết liệt solo kỳ 1-2. Khủng khiếp khán giả các bạn ơi. Đấy.
Quá chết dịch rồi. Lại lại cái nữa. Đó lại lại cái nữa. Sáu hai. Bóng đụng dây ăn thua luôn các bạn. Các bạn nhìn cái cọng dây điện trên trời này nè, nguy hiểm ghê gớm không nè. Đây, mấy cọng dây điện ở trên đó đó, 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 đó. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Đụng ăn thua luôn. 7-2. Bên kia là sân ra tới cái mấy thềm luôn, cái cột bên kia luôn đó các bạn. Dài thêm 2,5 mét. Bên quấn thì cái lên còn có 8 mét các bạn. Đây cái lên của quấn này nhìn kỹ bạn, giật lên 8 mét đây các bạn. Đây là cái lên của quấn, bên quấn giật lên 1 mét các bạn, có 8 mét thôi các bạn. Nó không chết thì mình chết. 38. Dứt già. Lại đây mình giới thiệu vài cái coi. Nó về rồi. Cái kết Messi ơi, cố gắng cái tình chị dứt cho nó không. Bây giờ sửa lại là chữ vứt á. Vứt kết. Đi chống mì được ai? Chừng nó chống rồi. Bốn chín à? 40. Mười một bốn. Bây giờ có cái kèo này nè, Huy con với Quấn được không? Huy con với Quấn qua cái sân to đó. Đại Lâm nở sân đầu dò một cái. Nếu không có gì thay đổi thì Tài và Thọ đưa Quấn về tại Bắc Giang. Mày
Hết phim. Chấp 2 điểm mà hiện tại bây giờ tỷ số là có 15 có 4 rồi các bạn ơi. Anh uống từ lại nào đâu. Hết phim. Tỷ số có chấp 2 điểm mà tỷ số có 15 có 5 mà các bạn ơi. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết rồi các bạn. Bên 2 thắng rồi các bạn.